Chào tất cả các bạn. Hôm nay Tình Trung.vn sẽ quay trở lại các bạn với cái chuyên đề đó là hướng dẫn các bạn các cái vũ khí để học tiếng Trung qua điện thoại di động. Bởi quan điểm triết lý của mình là bây giờ chỉ cần mỗi điện thoại di động thôi, không máy tính, không sách vở, băng đĩa gì hết. Tất cả trên cái iPhone hoặc là các điện thoại di động mà có kết nối internet là xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu thử nhé. Bước 1 đó chính là chúng ta cần phải giải quyết là các bạn sẽ đây các bạn sẽ thử luôn là các bạn vào setting, các bạn vào mục general, các bạn vào keyboard. Keyboard thì các bạn sẽ thêm các keyboard cho đủ như thế này nhé. English Vietnamese thì thôi không miễn nói rồi. Các bạn thêm cho mình cái Chinese symbol pinyin này, Chinese symbol handwriting tức là viết tay này. Còn cái A đến Z, AZT ấy, thì đấy là pinyin là viết viết phiên âm đấy. Còn bạn nào ở Hồng Kông, Đài Loan thì cài thêm Chinese traditional handwriting tức là dành cho chữ phồn thể đấy, viết tay và kể cả phiên âm của nó. Đó. Sau khi các bạn xong cái phần đó thì các bạn thử nghiệm luôn. Các bạn sẽ quay về cái tin nhắn đi. Các bạn gửi thư cho một cái người mà mình yêu thương chẳng hạn. Thì bạn ấn vào quả cầu, ví dụ tôi ấn quả cầu này. Đấy, đấy. Về tôi sẽ viết tay chẳng hạn là em yêu anh này, viết chữ ủa đi xem nào. Đấy. Đó, được chưa? Ra chữ ủa luôn. Đấy. Thế nhưng mà tôi thích phiên âm viết cho nhanh. Đấy. Tôi viết phiên âm cho nó nhanh. Ai đi. AI này. NI nữa, NI là nỉ là anh đúng không? Bây hoàn toàn chúng ta viết luôn cả câu luôn nữa. Được, nó rất thông minh, máy nó thông minh lắm. W nhá. Ủa này. A I này. N I nỉ được chưa? Xong, gửi cho người tình yêu của mình là hạnh phúc luôn. Đó. Đấy là về bộ gõ. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang cái vấn đề từ điển nhá. Vấn đề từ điển nếu bạn vào Apple Store, các bạn gõ từ điển tiếng Trung là ra, được chưa? Từ điển tiếng Trung thì nó ra cái từ điển này. Sau đó các bạn open thôi, chơi luôn, xài luôn. Đào về, xong các bạn cho nó xảy ra có cái từ điển đấy. Bây giờ sau đó thì sau khi có từ điển đấy rồi thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đây, nó đây. Thì bây giờ đây là từ điển Việt Trung đi, đúng không? Đang là Việt Trung đi. Bây giờ tôi cần tra một cái chữ là Phạm Dương Châu, tôi tên là Châu mà. Tôi thích từ Châu. Châu Nam Cực cái đi thế nào. Đây, Nán Chí Châu đây. Đấy, nó ra từ Châu là tôi ưng rồi. Đấy. Thì đấy là Việt Trung, tra từ điển Việt Trung. Thế còn Trung Việt thì làm nào? Quay bạn các bạn quay ngược như này. Đấy, Trung Việt. Rồi, bây giờ với Trung Việt đi, chúng ta gõ đi. Ví dụ như là ta cần thử một cái từ là ta gõ từ hảo đi xem nó thế nào. Em nghĩa là cái gì? Hảo này. Enter nhá. Rồi đấy. Hảo là tốt lành các bạn ạ. Nó đưa ra các cái mẫu câu để mình có thể ghép với cái từ này nữa. Rất là thú vị. Tiếp bây giờ còn một cái trường hợp khó hơn nữa là các bạn đi ra ngoài đền chùa hoặc là đi ra bất cứ ngoài công cộng nhìn thấy chữ Hán chả biết nó là gì thì các bạn sử dụng cách cách như này, ấn vào quả cầu. Đấy. Nó sẽ ra cái phần handwrite tức là viết tay ấy. Thì tôi bây giờ tôi nhìn thấy một cái chữ mà tôi không hiểu là chữ gì chẳng hạn thì tôi sẽ viết như này. Đấy. Tôi viết theo nó thôi, tôi vẽ, tôi thấy nó thế như nào tôi vẽ theo. Đấy, nó ra từ chưa, có nghĩa là đây. Kiểm tra vào đây xem nó nghĩa là gì. À, đây, nó nghĩa là đây này nọ, được chưa? Và tôi ra ngoài đấy tôi lại nhìn thấy một cái từ khác. Tôi nhìn thấy một cái từ khác. Ví dụ tôi nhìn thấy cái từ này này. Đấy, tôi nhìn thấy cái từ này. Tôi vẽ tay nó ra thôi. Thì đây rồi, nó đây rồi. Đấy. Đó, thế xem nó nghĩa là gì. Anh ta, cô ta. Đấy. Cái cách tra từ điển này thì quá dễ đúng không? Trung Việt, Việt Trung nó rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta đi sang một cái khác. Tôi muốn hướng dẫn các bạn thêm một số thứ khác nữa. Đó là cái YouTube. Tôi rất là yêu quý YouTube. À, hiện giờ tôi là người có lượng truy cập lớn nhất trên YouTube về dạy tiếng Trung tại Việt Nam. Nên là tôi rất yêu quý YouTube. Cái thứ hai nữa là tôi học được rất nhiều thứ từ YouTube. Các bạn học tiếng Trung cũng từ YouTube luôn được nhé. À, bây giờ mình thử nghiệm cho các bạn phát này. À, học tiếng Trung qua clip hài. Bạn gõ học tiếng Trung qua clip hài xong bạn ấn tìm kiếm đi xem nào. Tìm kiếm nhé. Xem nó ra cái gì. Đây, nó ra một loạt. Cái học tiếng Trung qua clip hài nó phù hợp với cái loại mà mới học tiếng Trung. Các clip nó chỉ còn 1-2 phút thôi. Thì bạn học nó rất là phù hợp. Chào các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách học tiếng Trung qua clip hài nhé. Thứ nhất thì các bạn sẽ về cái trang chủ này. Đây, trang chủ đây. Bạn vào YouTube.
Quạn gõ là học tiếng Trung. Qua clip hài. Đó. Có bài hát trước đi. Có bài hát đi. Cho nhanh. Đó. Có bài hát thì các bạn chọn cái kênh này, nhạc khoa hot nhất của tôi này. Ấn vào. Bởi vì nó có 16.000 lượt người subscribe và có rất nhiều bài hát hay. Và vấn đề là tôi không làm bài hát để cho các bạn hát chơi mà để học tiếng Trung qua bài hát. Các bạn nhìn đây thì sau này sẽ thấy nó có cả mà phần phiên âm. Đó, các bạn để ý thấy nó có cả phần phiên âm có dấu và lời dịch thì các bạn học sẽ rất là tiện. Rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái loại hát học tiếng Trung. Tiếng Trung qua clip hài đi. Đây, chúng ta enter một cái, lại ra cái kênh của tôi này. Thì các bạn có thể vào trong đấy nó cũng rất nhiều các cái clip nó phù hợp với cái đối tượng mới học như các bạn. Ví dụ đi, à, chúng ta thử một cái ví dụ đi, nó khoảng độ 1-2 phút. 你好，这里采血是吧？错的行。啊，那个我们单位安排过来体检，反正我啊不是怕疼嘛，我有点晕针，你能不能随便给我洗个什么结果都行。 Đó, các bạn thấy, tức là nó chỉ có khoảng 1-2 phút thôi, có cả lời dịch, có cả phiên âm có dấu nên các bạn học rất là tiện. Thế đấy là học chơi học bời, học đam mê. Thế còn nếu mà bây giờ bạn muốn học một theo bài bản ấy thì các bạn làm như sau. Các bạn sẽ vào tiếng trung.vn. Đây. Tiếng trung.vn. Sau đó thì các bạn vào khóa học trực tuyến. Ở trong này thì tôi đã làm rất là nhiều các cái khóa học trực tuyến cho các bạn. Ví dụ như là nếu mà các bạn học để đi thi HK ấy, đỗ HK5 thì các bạn HK4 thì bạn phải học hết cái bộ Hán ngữ Hán 1 2 3 4 5 của mình như này. Còn đi buôn thì các bạn học vào cái chương trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung này. Hoặc bố giả thì nếu mà các bạn thích học bố giả nó có cái chương trình này. Sau khi các bạn chuyển khoản thì chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn một cái nick, cái pass vào thẳng cái server này là học được thôi. Thì triết lý của tôi vẫn là chỉ cần mỗi một cái điện thoại di động, chả sách vở gì cả, không có máy tính thì chúng ta vẫn có thể học được. Đấy. À, tiếng Trung chơi VN, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.